Nghi vấn chỉ nam. Kinh Hoa Nghiêm nói, tin là nguồn của đạo, là mẹ của các công đức, nuôi lớn tất cả căn lành. Cho nên 84.000 pháp môn đều từ niềm tin mà vào. Nếu không có niềm tin thì cũng như hạt giống thối, không thuốc gì có thể chữa. Huống hồ niệm Phật giảng sanh càng là pháp khó tin. Những trưởng lão thiền tông xưa cho đến những đại nho học rộng đều có những câu vấn đáp xiển dương tịnh nghiệp, như tịnh độ thập nghi luận của Thiên Thai Trí Giả, tịnh độ hoặc vấn của Thiên Như Lão Nhân, tịnh độ quyết nghi tập của Vương Thị Lan, Tây Phương Hiệp Luận của Viên Trung Lan. Ngoài ra còn có những bài lẻ ngắn không thể đọc hết. Tất cả đều muốn cho mọi người kiên cố niềm tin cùng về cực lạc. Ở đây đặc biệt góp nhặt tất cả các sách, toát yếu những điểm chính của chúng, thêm một chút cái thấy của mình, bù vào những chỗ còn thiếu sót, đặt tên Nghi Vấn Chỉ Nam. Câu hỏi 1. Hỏi: chư Phật Bồ Tát lấy Đại Bi làm gốc, nếu muốn cứu độ chúng sanh thì phải nguyện sanh vào ba cõi Tam Đồ Ác Đạo, Ngũ Trược Ác Thế, sao lại cầu sanh tịnh độ? Chỉ vì tự lợi bỏ mặc chúng sanh, há chẳng phải thiếu đại từ bi, chướng ngại đạo Bồ Tát sao? Trả lời: Bồ Tát có hai loại. Một, Bồ Tát tu hành lâu, đã từng thân cận chư Phật, chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Hai, Bồ Tát mới phát tâm, chưa từng thân cận chư Phật, chưa được vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát tu hành lâu, có thần thông lớn, có oai lực lớn, nên có thể ra vào sanh tử, từ trời người, quỷ thần, súc sanh, quảng độ chúng sanh. Nếu người mới tu hành, sức còn yếu, tuy phát tâm Bồ Đề, nhưng còn ở trong địa vị phàm phu, mình còn chưa cứu được mình, làm sao cứu được người khác? Cho nên Đại Trí Độ Luận nói, phàm phu đang bị trói buộc mà nguyện sanh vào đời ác trược để cứu độ chúng sanh là chuyện không thể có. Vì sao? Vì trong cõi ngũ trược, danh lợi sắc thanh luôn quấy rầy, phiền não oan gia luôn vây kín. Một bước sai là xa đường dữ. Cho dù có sanh được làm người, khó gặp Phật xuất thế. Dù gặp Phật xuất thế cũng khó sanh khởi niềm tin. Nếu may mắn có niềm tin Phật, xuất gia tu hành, đời sau được giàu sang phú quý, khó tránh khỏi đấm trước duyên trần, trọng tạo ác nghiệp. Từ đó một khi mất thân người, đến lúc nào mới được giải thoát? Cho nên người có trí tuệ muốn độ sanh, trước cầu thấy Phật. Nếu được nhất tâm bất loạn, được thân kim cang bất hoại, rồi có thể tùy nguyện độ sanh. Như cứu người chết đuối phải biết bơi mới cứu được người, không khéo chết chìm theo thì oan uổng lắm. Không phải là thiếu từ bi, mà chính là khéo dùng từ bi ấy vậy. Câu hỏi 2. Hỏi: thể các pháp là không, xưa nay không sanh, bình đẳng tịch diệt, sao lại bỏ đây cầu kia, muốn sanh Tây Phương? Kinh nói, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Muốn cầu về tịnh độ, trước phải tịnh tâm. Sao lại không cầu tịnh tâm mà cầu về tịnh độ? Trả lời: người muốn sanh Tây Phương, gọi bỏ đây mà cầu kia. Còn người không muốn sanh Tây Phương, há không phải bỏ kia mà cầu đây sao? Không cầu là chấp đoạn. Nếu bảo đây kia đều không bỏ là chấp thường. Kinh Duy Ma nói, tuy biết các cõi Phật và chúng sanh đều không, nhưng vẫn thường tu tịnh độ để giáo hóa chúng sanh. Cho nên tuy vãng sanh rõ ràng, nhưng không chướng ngại lý vô sanh. Còn về thuyết tâm tịnh Phật độ tịnh, có lý có sự. Về lý, chẳng lẽ người cầu sanh tịnh độ tâm không tịnh, ngược lại người không cầu sanh tịnh độ tâm tịnh sao? Về sự, tâm tịnh ở cõi ngũ trược sao bằng tâm tịnh ở cõi cực lạc? Huống chi người ở cõi ngũ trược cầu tịnh mà không tịnh, còn người ở cực lạc không cầu tịnh mà tự tịnh. Câu hỏi 3. Hỏi:
Các cõi Phật mười phương công đức như nhau, sao không niệm hết tất cả công đức sanh tất cả cõi Phật mà chỉ cầu sanh một cõi Phật? Trả lời: Tịnh độ chư Phật cố nhiên là như nhau, nhưng vì chúng sanh phần nhiều căn tánh chậm lục tán loạn, nếu không chuyên tâm một chỗ, tam muội khó thành, nên chuyên niệm Phật A Di Đà, tức là nhất tướng tam muội. Kinh Tùy Nguyện Giảng Sanh nói. Bồ Tát Phổ Quảng hỏi Phật: Mười phương đều có tịnh độ, vì sao Thế Tôn chỉ khen tịnh độ của Phật A Di Đà ở phương Tây, khuyên nên sanh về nước ấy? Phật bảo Phổ Quảng: Chúng sanh của cõi chim phù đề tâm phần nhiều tán loạn, vì thế chỉ khen cõi Phật ở phương Tây, khiến các chúng sanh chuyên tâm một cảnh dễ được vãng sanh. Kinh Hoa Nghiêm nói: Thân tất cả chư Phật, tức là thân một Phật, thí như trăng sáng đầy chiếu tất cả dòng nước, nên biết niệm danh hiệu của một đức Phật, tức là niệm tất cả Phật, sanh về một tịnh độ không khác sanh tất cả tịnh độ. Câu hỏi 4. Hỏi: Cõi Phật mười phương vô lượng vô biên, niệm một Phật nào đó đều được vãng sanh, vì sao chỉ niệm Phật A Di Đà? Trả lời: Có ba nhân duyên. Một, Phật A Di Đà có duyên với thế giới Ta Bà, vô lượng kiếp về trước phát 48 đại thệ nguyện, đều muốn tiếp dẫn những chúng sanh niệm Phật. Nay nhân loại ở thế giới Ta Bà miệng tin niệm Phật, ắt xưng niệm A Di Đà. Chúng sanh tương lai phước mỏng, khi pháp sắp diệt, các kinh đều mất hết, chỉ có kinh A Di Đà lưu lại thế gian 100 năm, chẳng phải là một bằng chứng sao? 2. Do Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ thị, Tam Tạng 12 bộ kinh quá rộng lớn, chỉ có pháp môn trì danh niệm Phật A Di Đà, không niệm Phật nào khác. Nếu chẳng phải rất ư thiết yếu, sao Phật căn dặn nhiều lần? 3. Vì mười phương đều chứng minh, bởi pháp môn tịnh độ là pháp khó tin, nên Thế Tôn mỗi khi nói đến Phật A Di Đà là có mười phương chư Phật cùng chứng minh, để người nghe không thể không tin. Vậy thì người tu tịnh độ làm sao có thể không chuyên niệm Phật A Di Đà? Câu hỏi 5. Hỏi: Phàm phu phước mỏng nghiệp dày, làm sao niệm Phật mà được vãng sanh? Trong khi Tây Phương siêu xuất tam giới, vượt hơn thiên đế, thiên tiên, trăm ngàn vạn ức hằng hà sa lần. Trả lời: Đây nhờ sức của Phật A Di Đà, chẳng phải nhờ sức mình. Thí như người què cả ngày đi không được mấy dặm, nhưng nếu cởi voi báu của vô chuyển luân thì một chốc có thể đi khắp bốn châu thiên hạ. Lại như học trò nghèo muốn thân cận đế vương, nếu từ châu huyện ứng thí mong đăng khoa giáp, làm quan cao thành danh lớn thì khó mà chưa chắc. Nếu được thác thai sanh làm vương tử thì không đầy một tháng đã ở chung nhà với đế vương. Người vãng sanh nhờ vào Phật lực cũng lại như vậy. Người tu nếu không cầu sanh tịnh độ, chỉ tu hành trong cõi ác thế ngũ trược, thì sáng ra chiều lại vào, không biết trải qua bao nhiêu kiếp, còn không thể thành một A-la-hán, huống hồ lên địa vị Bồ-Tát. Nếu tu pháp môn tịnh độ, chỉ cần tinh tấn tu trì, nhất tâm bất loạn, hiện đời liền được vãng sanh vào ngôi bất thoái, mãi đến thành Phật, rất là thẳng tắc. Thí như con sâu trong thân cây tre muốn ra bằng đường thẳng, tức thụ xuất, chỉ phải cắn từng đốt tre, vất vả biết bao. Nếu cắn vào thành tre, tức hoành xuất, liền ra được ngay, rất dễ. Cho nên người tu tịnh độ gọi là hoành xuất tam giới. Câu hỏi 6. Hỏi: Trong chín phẩm, ba phẩm dưới phần nhiều là người ác, chỉ nhờ khi lâm chung niệm Phật nên được vãng sanh. Nhỡ đã sanh lên nước ấy mà vẫn còn tà kiến, ba độc, tham sân si, làm sao? Trả lời: Chỉ lo không được vãng sanh, không lo vãng sanh rồi còn ác. Vì sao? Có năm nhân duyên. Một, nhờ nguyện lực của Phật A Di Đà.
2. Sở cầu như ý, không có gì để tham cầu nữa. 3. Chim hót, gió reo đều tuyên dương diệu pháp. 4. Thuần lấy Bồ Tát làm bạn, không còn duyên ác. 5. Thọ mạng lâu dài, lịch kiếp tu hành. Cho nên, hễ đã vãng sanh là thẳng đến thành Phật, vĩnh viễn không còn thoái chuyển, chắc chắn là có nguyên do. Câu hỏi 7. Hỏi: người thành Phật kế tiếp sau Phật Thích Ca là Đức Di Lặc, hiện tại đang thuyết pháp trên cung trời Đâu Xuất. Người nào tu thượng phẩm thập thiện có thể được sanh lên nước ấy? Sao không vãng sanh lên cung trời Đâu Xuất thân cận Đức Di Lặc, sau này khi Ngài hạ sanh thành Phật có thể theo Ngài xuống trần? Trả lời: thượng phẩm thập thiện cố nhiên là được sanh thiên, nhưng sanh Đâu Xuất thiên thì e chưa chắc. Chưa đọc kinh Di Lặc thượng sanh sao? Kinh nói: thực hành các tam muội vào sâu chánh định mới được sanh Đâu Xuất thiên. Thử hỏi người tu thập thiện có khả năng không? Nếu tu niệm Phật, chỉ niệm danh hiệu, không ai là không được nhiếp thọ, thì so với người rộng tu thập thiện dễ hơn nhiều. Huống nữa cung trời Đâu Xuất nhiều thiên nữ, thiên tử còn đắm nhiễm, huống hồ phàm phu. Tác giá Ni Kiền Tử kinh nói: chư thiên bị trói buộc không gì qua nữ sắc, người nữ trói chư thiên dẫn vào ba nẻo ác, so với Tây Phương vạn không bằng một. Huống nữa dù gặp Di Lặc chưa được thánh quả, còn sanh Tây Phương vĩnh viễn không còn thoái chuyển. Câu hỏi 8. Hỏi: phàm phu nhiều đời tạo biết bao ác nghiệp, lâm chung 10 niệm làm sao liền được vãng sanh? Trả lời: người đời nay tạo nghiệp, lâm chung 10 niệm vãng sanh, chắc chắn đời trước tu hành, chẳng qua đời này bị mê mờ mà thôi. Nếu không, khi lâm chung, ác duyên ác đến, làm sao có thể gặp được thiện tri thức dạy họ niệm Phật? Cho dù có dạy họ niệm Phật, chưa chắc họ đã tin theo. Đây lại khi niệm Phật, người ta hoàn toàn giác ngộ, tha thiết hối lỗi lầm xưa, lòng đại sợ hãi, vạn duyên đều bỏ, chỉ một con đường Tây Phương, không đi con đường nào khác. Niệm Phật như thế, tuy là một câu, cũng đáng ngàn lời. Cho nên Kinh Thập Lục Quán nói: một câu niệm Phật diệt 80 ức kiếp tội sanh tử. Quả thật có thể chứng minh cho tinh thần này. Lại thêm phước nghiệp đời trước, Phật đến tiếp dẫn, còn nghi gì nữa? Câu hỏi 9. Hỏi: cõi Cực Lạc cách thế giới Ta Bà tới 10 vạn cõi Phật, xa xôi như vậy, phàm phu chẳng nhẽ đến được liền? Lại nghe nói người nữ, những người thiếu căn và hàng nhị thừa đều không được vãng sanh, có phải không? Trả lời: đường xa khó tới là tướng, một niệm tới được là tâm. Người niệm Phật sanh lên nước Phật chỉ ở tâm này, chớ không phải vãng sanh bằng hình hài này. Như người nằm mộng đến các nước khác, tuy ở xa ngàn vạn dặm, nhưng vừa gọi liền tỉnh. Há vì đường gần dễ giác, đường xa khó giác sao? Người nữ và người thiếu căn không sanh, có nghĩa nước Cực Lạc không có người nữ và người thiếu căn, chớ chẳng phải người nữ và người thiếu căn không được vãng sanh. Nếu người nữ không được vãng sanh, thì Phi Đề Hy và 500 tỷ nữ, vì sao Thế Tôn thọ ký được vãng sanh hết? Trong 48 lời nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ, có một nguyện rằng: khi tôi thành Phật, thì hết thảy người nữ trong vô lượng vô số thế giới trong 10 phương, nghe danh hiệu tôi, tin ưa, phát tâm bồ đề, chán ghét thân nữ. Sau khi mạng chung, không còn trở lại làm thân nữ. Không được như thế, tôi không thành Phật. Người nữ như thế, người thiếu căn cũng thế. Ngay cả chim sáo, anh vũ, niệm Phật còn được vãng sanh, chẳng lẽ người thiếu căn ngược lại không bằng loài Phật? Còn về hàng nhị thừa là người có quả vị, phàm phu còn được vãng sanh, lẽ nào có lý loại bỏ nhị thừa? Kinh A-di-đà nói: Phật ấy có vô lượng đệ tử thanh văn, đều là A-la-hán, là nhị thừa hết đó.
Cho nên bảo sanh lên nước ấy không có chấp tâm nhị thừa, đó chính là nhị thừa không sanh. Nếu nói hàng nhị thừa không được vãng sanh thì không đúng. Câu hỏi 10. Hỏi: Này muốn quyết định cầu sanh Tây Phương, không biết làm công hạnh gì, phát tâm như thế nào mới được sanh lên nước ấy? Lại người đời đều có vợ con, không biết không đoạn dâm dục có được vãng sanh không? Trả lời: Người muốn quyết định sanh Tây Phương, ngoài trì danh đủ hai loại niệm lực ắt được vãng sanh. Một là phải sanh khởi ý niệm chán lìa cõi trược, hai là phải phát khởi ý niệm vui thích tịnh độ, lại phải phát tâm bồ đề, tùy sức làm lành hồi hướng Tây Phương. Còn về duyên vợ con, ở đời cũng không chướng ngại gì, chỉ cần làm cho họ cùng được nếm pháp vị, đoạn chức nhân ác, gọi là chán lìa cõi trược, là trong cõi trược ác động chút là phiền não. Người đời chỉ vì hai chữ cơm áo mà khốn khổ một đời, vì hai đường danh lợi mà buôn ba cả kiếp, tay chân lúng túng, cam chịu vợ con làm gia nô, ngày nghỉ đêm mơ, luôn vì sắc thân tìm phiền não. Tự quán tưởng cái thân một thước mấy này, bên ngoài chỉ vì một lớp da mà vọng thấy mình oách. Nếu dùng thiên nhãn mà nhìn, bên trong đầy những phẫn uế, máu mủ hôi thối mà thôi. Cho nên kinh Niết Bàn nói, cái thân thịt ấy là sát ngu si ẩn cư trong đó. Có người có trí nào mà lại ham cái thân này, gọi là vui thích tịnh độ, vì là niềm vui ở cõi cực lạc, thiên cung cũng không thể so sánh, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Hằng ngày chỉ cần làm theo lời trong kinh dạy, cảm giác ta tương lai nhất định đến đó, thì ý niệm vui thích tự nhiên sanh, duyên tịnh độ tự thành thục. Thế nào là phát tâm bồ đề? Vãng sanh luận nói, tâm bồ đề là tâm thệ nguyện thành Phật. Người thệ nguyện thành Phật thương xót tất cả chúng sanh luân hồi trong sáu nẻo, chịu khổ không cùng, do đó phát tâm cứu độ, khiến họ ra khỏi ba cõi cùng về cực lạc. Người niệm Phật nếu đủ hai niệm lực này, lại thêm phát tâm bồ đề, hợp ý độ người của Phật mà không quyết định vãng sanh, mong Phật thọ ký là không thể có. Luận 10 câu hỏi trên. Có người hỏi Thiên Như lão nhân: Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ được suy tôn bậc thầy trong nước mà tự tu tịnh độ, lại dạy người rằng có thiền không tịnh độ, 10 người lạc hết 9, không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn người chứng, có phải chăng quá khen tịnh độ không? Trả lời: Đại sư Vĩnh Minh không quá khen tịnh độ đâu. Pháp môn tịnh độ tối quảng đại, pháp tu tịnh độ tối giản dị. Quảng đại là tất cả căn cơ đều thâu nhiếp hết, trên từ Bồ Tát đẳng giác, dưới đến kẻ ngu ngũ nghịch thập ác, làm chung niệm Phật hối lỗi, không ai không được vãng sanh. Giản dị là hễ hành trì chỉ cần 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, liền được vãng sanh, được bất thối chuyển, mãi đến thành Phật. Thử hỏi tu hành xuất thế có pháp môn nào thẳng tắc như pháp môn này không? Hỏi: Quảng đại giản dị đã biết rồi, nhưng ngài Ngộ Đạt đã gọi là thấy tánh thành Phật, cần gì lại phải cầu sanh tịnh độ? Vì Ngộ Đạt nên nguyện cầu sanh, còn anh chưa ngộ. Nếu anh đã ngộ thì ý nguyện cầu sanh vạn con trâu cũng khó kéo lại. Lại nữa, một khi anh đã ngộ thì tập khí cũ đã trừ, các lậu đã hết, những oán đối vô lượng kiếp không còn, còn thọ hậu hữu sao? Hay là còn tập nghiệp chưa trừ, chưa tránh khỏi tội nặng chịu nhẹ? Hay là một khi giác ngộ liền đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hàng phục thiên ma, cứu độ thập phương thế giới sao? Hay là oai lực thần thông nhất thời còn chưa đủ, phải đợi đời sau? Nếu bảo vừa ngộ liền tiêu hết tập nghiệp, mọi sự đều xong, thì chư đại Bồ Tát rộng tu lục độ, trải qua bao kiếp, chắc là thua anh. Kinh Quán Phật Tam Muội ghi Bồ Tát Văn Thù tự thuật túc nhân,
bảo đắc niệm Phật Tam Muội. Thế Tôn thọ ký rằng ông nên vãng sanh thế giới Cực Lạc. Kinh Hoa Nghiêm ghi Bồ Tát Phổ Hiền lấy thập đại nguyện phương dạy thiện tài đồng tử, cũng cuối cùng khuyên về Cực Lạc. Trong Kinh Lăng Già, Thế Tôn thọ ký Long Thọ cũng bảo vãng sanh Cực Lạc. Đến như Kinh Đại Bảo Tích, Thế Tôn ấn ký Vô Tịnh Phạn và 70.000 người trong dòng họ Thích đồng sanh Cực Lạc. Kinh Thập Lục Quán chỉ thị Vi Đề Hy và 500 tỷ nữ đồng bái kiến Di Đà. Đến như Ngài Viễn Công ở Lô Sơn, Ngài Hiền Thủ của Tông Thiên Thai, các bậc tôn túc không ai là không tuyên dương tịnh nghiệp cùng phát nguyện vãng sanh. Chẳng lẽ sở tu sở chứng của họ thua người thời nay sao? Hỏi: Tịnh độ nhiếp hết mọi căn, quả là quảng đại. Nhưng cái gọi là tịnh độ ấy nằm ngoài 10 vạn ức cõi Phật, so với thuyết duy tâm tịnh độ, bổn tánh Di Đà, tợ hồ hữu vi, tức một cõi có tướng. Trả lời: Kinh Lăng Nghiêm nói ngoài sắc thân, từ sơn hà đại địa hư không đều là vật trong chân tâm diệu minh. Lại nói các pháp đều do tâm hiện, làm gì có cõi Phật ở ngoài tâm. Nên biết ngoài tâm không có quốc độ, ngoài quốc độ không có tâm. Cái gọi là quốc độ nhiều như vi trần chỉ là quốc độ trong tâm ta. Chư Phật nhiều như các sông Hằng chỉ là Phật trong tâm ta. Biết được điều này thì biết không một quốc độ nào không nương vào tâm ta mà có, không một Phật nào không nhờ tánh ta mà hiện. Vậy thì nước Cực Lạc ngoài 10 vạn ức cõi Phật chẳng lẽ không phải là duy tâm tịnh độ sao? Giáo chủ của nước Cực Lạc chẳng lẽ không phải bổn tánh Di Đà sao? Hỏi: Thuyết tịnh độ đại khái biểu thị pháp, người trí phải trực ngộ thiền tông mới là thượng sách. Nếu chỉ tán dương tịnh độ, hẳn là chấp sự mà bỏ lý rồi. Trả lời: Quy nguyên tánh vô nhị, phương tiện có nhiều môn. Biết được ý này thì thiền tịnh khác đường nhưng cùng một chỗ về. Đại sư Trung Phong nói: Thiền là thiền của tịnh độ, tịnh độ là tịnh độ của thiền. Tuy xiển dương qua lại, nhưng người tu cần phải một cửa vào sâu. Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí đắc niệm Phật Tam Muội mà nói lấy tâm niệm Phật nhập vô sanh nhẫn. Bồ Tát Phổ Hiền nhập Hoa Nghiêm Bất Tư Nghị giải thoát cảnh giới mà nói: Nguyện tôi khi lâm chung vãng sanh nước Cực Lạc. Hai đại sĩ ấy, một hầu Phật Thích Ca, một hầu Phật Di Đà, đáng lẽ mỗi vị đều lập một biệt phái, nhưng lại hòa hội viên chung, cả hai không chướng ngại nhau, làm sao có thể còn chấp thiên kiến. Cái mà anh nói tịnh độ biểu thị pháp, đâu không coi tịnh tâm tức là tịnh độ. Nếu còn có tịnh độ được trang nghiêm bằng thất bảo nữa. Nếu đúng như thế thì cũng có thể bảo thiện tâm là thiên đường, không cần có trời giả ma, trời đao lợi nữa. Ác tâm tức là địa ngục, không cần có địa ngục đao kiếm, ngục dầu sôi nữa. Ngu si tức là súc sanh, không cần có mang lông đội sừng nữa. Vậy thì đã có tịch quang tịnh độ, ắt có thật báo trang nghiêm tịnh độ, vân vân. Huống hồ ngoài sự không lý, ngoài tướng không tánh, nhất định phải bỏ sự cầu lý, bỏ tướng tìm tánh, thì lý sự còn không thể vô ngại, làm sao có thể mong sự sự vô ngại. Lại nữa, anh tuy đầy đủ tánh Phật, nhưng hiện tại còn là thân phàm phu. Nếu quả có thể ở đâu cũng là tịnh độ, thì thử hỏi ở trong nhà xí, anh có khả năng coi như ở trên chiếu không? Có khả năng ăn cùng máng với heo dê không? Có nằm chung ngủ chung được với tử thi đầy ruồi nhặng, dòi bọ rút rỉa không? Nếu được như thế, anh có thể nói cao sơn bình địa thảy Tây Phương, dù gặp tên đao thường an định, sao cũng được. Còn nếu chưa được như thế thì là thấy uế tịnh chưa không, tâm yêu ghét còn đó, mà nói khoác khiến cho những kẻ thiện kiến đọc qua mấy cuốn kinh, xem qua mấy công án liền hủy bán pháp, thì là tội của ai?
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Me.